Chào quý vị các bạn, trời Sài Gòn thì bây giờ đang bắt đầu có những cái hạt mưa và bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở trên đường Vĩnh Viễn. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đi để trao quà cho một cái nhân vật, đó là chú Danh và cô Minh. Trời mưa quá cả nhà ơi. Đây, đi theo bác đạp xích lô. Chú cho nhớt vào mấy cái ấy giùm con với. Cái này phải tháo ra vô mới bò chứ đâu cho nhớt được rồi. Thôi không cần, hôm nay làm gọn lẹ thôi, cho nhớt để đi đỡ thôi. Nhớt đi đỡ rồi. Rồi. Chú cài khuy túi vô. Cho nhớt vậy mà. Túi cài miệng túi vô. Ghế này ngồi được không chú? Được. Con chào chú nhá, con xin phép con ngồi nhá. Dạ. Chú. Chú ở với cả hai chú ở chung với nhau. Nay sửa được nhiều chưa chú? Cũng sáng giờ còn bơm không à? Bơm không? Chưa có. Đủ tiền cơm chưa? Có nhiều rồi, trời cho nhiều mấy nhiêu chứ giờ. Có nhiều, xài nhiều rồi. Tiện là tặng gói ghém rồi chứ giờ có gì nếu dạ. Có mấy chú con giúp cũng phải gói ghém chứ cũng đâu có dám chung phí được. Dạ. Cái gì cũng vậy, mình bây giờ tuổi già mình phải tự lo mình chứ dạ. Không có mà ăn chơi được. Dạ. Giờ rồi tuổi trẻ thì sao cũng được chứ giờ là... Cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn chị. Giờ chú không lo cho chú thì ai lo cho chú đây? Dạ. Có tụi con thì chỉ giúp cho bằng nào thôi chứ còn cái hàng ngày hay là bệnh hoạn thì mình phải tự lo chứ. Dạ. Để mà nó ấy là ai mà lo cái được cái đó. Đêm khuya rồi mình phải giữ sức khỏe rồi chứ. Dạ. Tự mình phải tự giác, mình phải biết mình ấy chứ. Dạ. Đó, ok rồi đó. Dạ, rồi. Dạ. Chú cho con cả trước cả sau hả chú? Cả cái trục giữa đấy. Dạ. Xe đạp thì cỡ nào làm cũng được hết á. Dạ. Còn đa là bó tay. Khi nào chú kiếm cho con cái ốc này mới nhá. Cái ốc này này. Ốc nào? Ốc Vạn Yên đấy. Cái này nó bị trờn nên con phải tháo cái hàm ra. Ừ, đúng rồi chú. Này, nếu vậy mai đi chú đi mua cây mới về thay vô thôi. Vâng, thì mai chú mua cây mới đi xong chú thay phụ giúp con. Cây này nó bị gì? Nó bị trờn nên là con phải bỏ cái ren ở đầu nó ra rồi đó. Con phải thì nó mới vặn vô để tăng yên tăng xuống. Nó bị trờn thôi chú đừng vặn nữa. Không không biết rồi, cái chú ấy này nó hư này rồi. Cái này là theo đúng đồ dặn nè. Dạ dạ, đó thì rồi. Thì đấy chú coi cái đó chú mua giùm con. Rồi được rồi, nó đâu nhiêu tiền đó. Dạ. Vệ sinh sên hả chú? Chú vệ sinh sên cho thành mới đây. Con kêu cà phê nhá. Thôi chú uống ra nhà con thử sáng thôi. Uống nhiều nóng lắm. Uống nhiều nóng quá. Nóng là phải đi mua nước sông đủ nữa. Nóng ra nó tốn tiền. Dạ dạ. Mình là tiêu chuẩn là sáng chỉ uống một cử sáng thôi. Nhưng điều độ quá. Nhưng mà nói ra thì cũng bài đó bà mình đó bình thường. Dạ. Trưa đó là nãy vô á là đi ra đây là bà cũng cho một mỗi ngày bà cho đi cà phê đá. Dạ dạ. Là nãy đi vô mà không có là vẫn đem qua đây lên cà phê đá. Dạ. Đấy, xe đạp của con ấy còn không xịn bằng xe của chú ấy. Dạ. Xe con là xe đạp thường, xe đi chợ thôi. Bắt đi thôi. Nhưng mà cũng 2 triệu mấy á. Dạ. Nhưng mà không có giá trị bằng xe của chú. Và xe chú giá trị hơn. Người bán rồi là mua. Dạ. Lấy xe của chú rồi. Tại vì bé xe của chú là người ta thích rồi, phải đi chơi thể thao á. Dạ.
Thì chú có hay đi tập thể dục bằng xe đấy không? Không, không có đi, nhưng mà như là chiều cái là mình đi ăn cơm, đi đồ mình mua, mình dạ, đi dạ. vòng vòng hay là chiều như làm xong rồi cái là mình muốn mua cái gì vậy đó, như là mua giỏ luôn cái gì đó mình chạy đi dạ, mua dạ. về nhà mình cái mình để vô trong giỏ này nè, dạ. ví dụ người ta lại có thai mình thay cho người ta. Dạ. Nó đỡ cái đỡ hơn cái mình. Bây giờ mà tìm được người sửa xe đạp Sài Gòn là hiếm đấy chú. Đúng rồi. Nhiều người họ không chịu sửa đâu, chỉ sửa xe gắn máy thôi. Nhưng mà người ta sửa thợ sửa bậy bạ thì nó dễ, nhưng mà thợ mà giống như chú là khó, hiếm lắm. Dạ dạ. Thợ mười mấy chục năm rồi là khó lắm. Dạ. Rồi như chú là rút trăm lần thì A tới Z khó. Dạ. Có người rút như giá xe bậy bạ đồ thì nhiều. Dạ. Ta còn làm được. Còn rút trăm dễ lắm. Dạ. Rút căm chú có biết hai cha con bên kia mà chú rút đâu? Đó, cha bé đó, làm Honda không à? Làm Honda thôi, không làm xe. Tôi biết ông đó là hồi lúc mà ông chưa lấy bà này lần á. À. Sau này là dạ. ông rồi đó là ông rồi chưa giải phóng là ông sửa cái hộp số tính tiền của xe taxi á. Dạ. Đó là ông ở trên ngay chỗ ủy ban ngay chỗ bộ y tế giờ. Dạ. Sau này á, mới lấy bà này về đây á, rồi mà ông mới ông già vợ của ông sửa dạ. xe đó, sửa xe đạp đó. Dạ. Rồi mới làm thì chết rồi mới chuyển qua rồi dạ. lúc cầm mình ra. Dạ. Này mình cho nhớt rồi đi cho nó ngon cơm không chú? Và... Không, cho cái này nó chỉ tạm thôi. Thôi cho tạm thôi vì cái này... Cái này á, nếu mà không muốn ấy á, là bỏ đây chú khoảng tiếng đồng hồ. Dạ. Chú tháo ra hết. Dạ. Chú chùi sạch sẽ vô mở bò mới thì vô thế thì hết nhiều tiền không chú? Không có nhiều lắm, tôi làm cái này là làm coi tốn thì công nhiều thôi. Dạ. Thì không... công là khoảng bao nhiêu tiền? Đâu có nhiêu đâu, nếu mà tính người ta cũng có mấy chục à. Dạ dạ đó, dạ. Mấy chục à. Dạ dạ. Không có nhiêu tiền đó, nhưng mà mình phải tháo ra nè. Dạ dạ. Mình tháo ra rồi thay mở cái cục con rồi ra dạ. rơi ra lấy đạn rồi ra dạ. rửa đạn sạch sẽ hết, mình lấy vò rửa hết rồi mới gáp vô. Dạ. Đó là chạy con khác chiếc xe khác liền. Dạ. Thì thôi hôm nào có thời gian thì sẽ làm cái đó. Vâng. Bữa nào thí dụ bỏ đi phải một tiếng đồng hồ. Dạ dạ. Thì đó là cứ nói vậy chứ còn dạ. làm cái này là chỉ kêu dạ. làm chơi cho sạch sẽ thôi. Dạ dạ. Cái này nó không có tác dụng gì hết. Dạ. Không có tác dụng nhiều. Dạ. Thế chừng mấy giờ chú mới nghỉ? Cũng gần nghỉ rồi đó, tại vì 3 giờ là cái bán hủ tiếu ra nó bán rồi là chú nghỉ. Hôm nay nghỉ sớm được không? Được chứ, muốn nghỉ giờ nào thôi, nay nghỉ sớm đi, này có một chú nữa cũng vừa mới gửi quà, con vừa mới nhận được. Yeah. Đó thì tới gửi cô với chú nữa. Dạ đi vô à. Giờ thì đấy chú dọn chưa? Thôi dọn đi nghỉ sớm. Nay chú nghỉ sớm bữa đi. Thôi để cho cái coi đi rồi lát ra dọn. Ờ là lát ra dọn đúng không? Để đấy chú nhờ ai coi đi xong mình lại vô nhà. 2 giờ mới 2 giờ. Thì mình vô chắc chừng 15 20 phút xong mình ra nhé. Yeah. Đây, chú đang đi vô. Đây, chú khóa dùm vào. Được rồi chú. Dạ, dạ, rồi con cảm ơn. Rồi, chào cô, chào chú. Dạ dạ. Em cứ bên nước ngoài á cậu Dư. Dạ. Em nói giống như thấy chú quay vậy đó. Dạ. Cái nó gửi cho cái cậu nào mà ở mé bên đường Nguyễn Nhân Lưu gì đó. À dạ. Mà nó nói thôi để tự nó nói tự gì tôi ở đây tôi biết. Dạ. Cái nó gửi ông xã cũng kêu lại đây quay phim. Dạ dạ. Cái gửi qua bạn trên hãy em thấy. Dạ dạ. Thì nó nói có cậu Dư. Dạ. Rồi sao mà nó giống cháu mình quá vậy? Dạ. Nói dạ. cháu em không dạ. Dạ đúng rồi ạ. Đó hôm qua nhà em gửi cho hổng mà cho cái cậu đó 5 đứa con á cậu Dương. Dạ. Với lại bệnh ung thư gì đó. Dạ dạ. Rồi nhà em nó nói thôi bà xích ra trước đi. Dạ. Tôi cho hai cái ghế mới. Dạ. Cái ghế con cá. Dạ dạ. Cán.
nhỏ em đó. Dạ. Cho hai cái ghế con cá với 100 đô. Cho cái cậu đó ở bên mé đường Nguyễn Văn Luân á, dạ. Nguyễn Văn Linh Nguyễn Luân. Em gái em của em á bên Mỹ á, nó thấy cậu này quay nè. Dạ, nó nói, ủa sao nó sao cái cậu này quay á, cậu Dương giống cháu mình của vậy. Hồi đầu tôi cũng nói thấy quay ngoài chợ á, tôi nói ủa sao giống cháu mình như vậy. Alo. Cái tiếng cũng giống. Hồi đầu gặp cậu này á, em quay lại hoài em á. Alo, anh Khanh à? À, anh Khanh nói chuyện với cả cô Minh nhá. Alo. Đây, cô Minh nói chuyện đây, chú này chú tặng quà cô đây này. Cô cầm đây, cô cầm cô nói đi. Dạ. Dạ, Minh nè. Dạ, dạ nghe. Dạ. Dạ. Thịnh Khánh ở nước Mỹ hả? Dạ. Dạ. Em có gửi cho chị chút quà cho bạn, có gửi người em trai của chị đó. Dạ. Có tặng cho chú không luôn. Gửi thì, cho em trai dạ. Dạ thì em có xem qua clip của Tiến Dương quay đó thì em thấy chị rất là đáng thương. Dạ. Nên em muốn góp một chút hả nào là chút quà để cho chị ấm lòng. Dạ. Rồi bên cạnh đó thì em cũng có một chút góp ý với lại chị thôi. Dạ. Tại vì em nhỏ hơn chú chị 5 tuổi đó. Dạ dạ. Thì cho nên em thấy chị rất là thắng thương. Dạ. Thì, cho nên em coi cái clip mà vừa rồi cái cậu kia mới vừa quay đó. Dạ mới. Thì em thấy chị có đôi lúc hơi tuyệt vọng, cho nên em góp ý với chị không có nên tuyệt vọng vậy. Dạ. Không? Thì bên ngoài có nhiều người sẽ giúp chị lắm nếu dạ. mà chị gặp khó khăn. Dạ. Cho nên chị sống lạc quan một chút. Dạ. Không có gì đâu. Cho nên em thấy chị tuy là chị không còn cái đường nữa. Dạ. Rất cuộc sống rất là khó khăn thì nên nhưng mà chị cũng nên sống lạc quan chút, đừng có tuyệt vọng như vậy. Dạ. Chị đừng có nghĩ quẩn, hiểu không? Dạ. Thì em chỉ góp ý với chị vậy thôi. Em thấy chị rất là đáng thương, là chị nói chuyện thiên nữa, rất là có đạo đức nữa. Dạ dạ. Em rất mến chị lắm. Dạ. Cho nên em giúp chị lần này thì em sẽ còn giúp nữa. Dạ. Không phải là chỉ một lần này thôi đâu. Dạ. Khi nào chị có gặp khó khăn á. Dạ. Thì chị liên lạc với em, tại vì em có cho số điện thoại của Tiến Dương á. Tiến Dương biết số điện thoại em. Thôi cô ngại lắm. Chị ngại lắm. Tại vì em lên tiếng trước với chị, chứ không phải là chị lên tiếng. Em lên tiếng em tự nguyện giúp chị đó. Cho nên chị không có gì phải ngại hết á, hiểu không? Nhưng mà những lúc mà chị gặp khó khăn á thì chị lên tiếng em sẽ giúp chị. Dạ. Cho nên chị yên tâm đi, chị đừng có ngại. Và chị sống lạc quan một chút, chị đừng có nghĩ quẩn rồi chị làm chuyện tầm bậy không có hay đâu. Dạ dạ, cảm ơn em. Tại vì em thấy bên ngoài có nhiều người còn rất là thê thảm hơn chị nữa kìa. Dạ. Mà người ta vẫn sống rất là lạc quan chứ người ta không có nghĩ quẩn đâu. Dạ. Cho nên em khuyên chị đừng có nghĩ quẩn, phải không? Chị dạ. sống lạc quan phải yêu đời một chút, tuy là chị có hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ. Nhưng mà đều bên ngoài có nhiều người sẽ giúp chị chứ dạ. không phải bỏ chị đâu. Dạ. Chị yên tâm đi. Dạ. Thứ nhất là em rất mến chị, em nghe em thấy cái khuôn mặt của chị và em thấy chị nói chuyện, cho nên em thấy được cái hiền và cái tâm của chị. Dạ đúng em rồi, ai cũng nói em vậy thấy được hiền, em thấy được cái hiền của chị và cái tâm của chị rất là dễ thương. Dạ. Cho nên em rất quý chị, cho nên em mới gửi quà về em nhờ những dụng chuyện của chị. Em coi cái clip mà mấy cái rồi, em thấy chị em rất mến chị. Dạ, bởi ai cũng nói vậy thôi, chị cũng cảm ơn em nhiều lắm. Cho nên em khuyên chị có gì thì chị gặp khó khăn trong cuộc sống thì chị gọi em sẽ giúp chị. Chị không, em nói vậy chứ chị ví dụ khó khăn gì chị không dám gọi em giúp đâu, chị ngại lắm. Chị từ xưa tới giờ cái gì thì chị chịu chứ chị không dám nói với ai vậy đó. Em lên tiếng trước cho chị chứ không phải là tự động chị làm thì chị ngại là phải rồi. Cái này em lên tiếng cho chị là tiếng em mở lời cho chị.
hiểu không? Dạ. Yeah. Thì chị không có ngại, chị không có ngại. Thì em chỉ giúp cho chị những cái lúc mà chị gặp khó khăn thôi, chứ không phải là giúp làm nuôi chị chỉnh chuyển suốt cuộc đời đâu. Dạ, dạ, đúng rồi. Thì cho nên chị không có ngại. Chừng nào mà em giúp chị mà em nuôi chị á, hả, chỉnh chuyển suốt cuộc đời á, thì cái đó chị ngại là phải rồi. Dạ, chị... Em chỉ giúp cho chị những cái lúc mà chị bị bế tắc thôi. Dạ. À, chị cũng thành thật, cảm ơn em nhiều quá. Dạ, thì đâu có, không có sao đâu, cái này cũng là một cái nhỏ thôi, chứ không có gì đáng kể đâu, cho nên chị đừng có ngại. Dạ. Chị nhận đi hả, cho em vui. Dạ. Rồi, thì em có đôi lời vậy thôi, chị đừng có nghĩ quẩn với nhau, chị phải sống lạc quan. Dạ, dạ, cảm ơn đây, em nhiều. Cái số tiền cứ nói chuyện thì sẽ gửi số tiền đổi ra là 6.9 triệu. Dạ. Con sẽ phụ thêm chút xíu cho Thành 7 triệu để gửi cô tới cô Minh. Đây dạ. Là món quà của chú đang nói chuyện với cô đấy. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Đó, món quà rồi. Của chú mà đang nói chuyện với cô đấy. Cô chị cảm ơn em nhiều lắm nha em. Rồi, 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 không có gì đâu chị. Rồi, rồi vậy thôi á. Dạ. Rồi, chị đưa điện thoại cho chị. Cảm, rất rất cảm ơn em nhiều. Vâng. Anh, dạ, không có gì đâu, thì em nói với chị rồi đó. Anh Khanh ơi, ở đây cũng có chú Danh này, chú Danh em có mời lại vô đây. Anh nói chuyện với cả chú Danh nhá, để em. Hello. Em. Rồi, em chào anh Danh. Dạ, em chào anh. Dạ. Em chắc nhỏ hơn anh chứ không có lớn hơn đâu. Em dạ, dạ. Em sinh năm 58 là năm nay là 60 đó. Dạ. Em chắc nhỏ hơn anh. Dạ, vậy anh sinh 54 lớn hơn chú rồi. Thì giờ thì em có xem qua cái chương trình đó thì em thấy anh với lại chị Minh rất là đáng thương, em mến, rất mến, cho nên em gửi chút quà về tặng cho anh với lại chị Minh. Dạ. Em thấy chị Minh rất là đáng thương và rất là nói chuyện hiền nữa, cho nên em mến, cho nên em mới có duyên gặp chị Minh và anh. Dạ. Đó, thì hôm nay em gửi một chút quà về để tặng cho anh, để cho có một chút xíu niềm vui trong cuộc sống, để phụ giúp em thấy cho trong trường hợp những lúc anh gặp khó khăn. Dạ. Thì em giúp chút ít, là đó là một tấm lòng nho nhỏ thôi. Dạ. Thì em thấy chị Minh, em có nói chuyện với Minh nãy giờ cũng chút rồi, em khuyên chị nên sống lạc quan chút, nhẹ, không có gì đâu. Dạ. Có gì gặp khó khăn thì gọi em sẽ giúp cho. Dạ. Thì cảm ơn anh Dương, anh nhiều, anh tại anh Khanh nhiều, anh. Tại vì ở đây thì cũng có anh em rồi, cũng nghĩ rồi cũng ấy chỉ đồ. Thì chừng nào có đó, thì chừng nào có nào mà khó khăn mà giải quyết được thì lúc đó mới nhờ anh Dương đồ giúp đỡ. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Tại vì em giúp nhiều người lắm. Dạ, dạ. Vì một mình chị Minh với lại anh đâu, em giúp nhiều người. Thứ nhất là đặc biệt là em giúp về những người thương của mình nhiều lắm. Dạ, ở dạ. Bên ngoài em giúp nhiều người lắm rồi. Chứ không phải là mới giúp mà anh với lại chị Minh đâu. Dạ, dạ, dạ. Em giúp nhiều người thương của mình của người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, em giúp nhiều lắm rồi. Vậy thôi em thì vậy thôi. Dạ, dạ. Thì vậy thôi, thì em có đôi lời chúc anh luôn khỏe mạnh, không sống lạc quan. Dạ. Dạ, em cũng chúc anh vì gia đình cũng vui vẻ và khỏe mạnh luôn. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Rồi. Chào anh nha. Em chào anh Khanh nhá. Giờ em trao tiền cho. Đấy rồi. Rồi. Vậy anh Khanh nhá, em cảm ơn anh, em mình nói chuyện sau nhá. Rồi. Rồi, bye anh. Dạ dạ dạ. Rồi thì bây giờ là con gửi cho cô trước nhá. Bây giờ đấy, con gửi cô số tiền sẽ là 7 triệu. Cô cầm này, một. Cô cầm đây. Mà thôi bây giờ cô đây thôi, gửi chú đếm cho lẹ. Là 1 triệu, vâng. 2 triệu, 3 triệu, dạ. 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Vâng, rồi. Số tiền này là tương đương với 300 đô. Con có phụ thêm chút xíu cho tròn tiền cho cô, tròn tiền cho để cô để dành đấy, để cô làm việc gì thì cô đấy, làm cất dạ. Cẩn thận để xài có khi khó khăn đâu. Dạ, và còn của chú Danh thì đây số tiền là 2.300.000, 1 triệu, 2 triệu, đây 300.000. Dạ. Chú kiểm lại giúp con. Dạ, dạ. 2.300.000, cảm ơn, rất cảm ơn anh Khanh. Vâng, dạ. Khanh luôn ở, với con. Ở Mỹ. Vâng. Thì đó thì thực sự là rất các cô chú cũng anh chị bên đó cũng rất là thương hai cái hoàn cảnh dạ. Của các cô các chú. Đấy thì cô anh cũng có nói là cô lạc quan lên, đúng không? Đừng có
sống vui vẻ lên, sống vui vẻ, vui vẻ, đừng có thất vọng, đừng dạ. có buồn. Giờ cái dạ. chuyện gì nói á mình cũng bỏ tôi, qua đi. Nói chuyện không cũng có dễ thương, cũng dạ. có hiền hậu. Nói đúng rồi, ai cũng nói vậy. Giờ cái gì cũng vậy, chuyện gì cũng vậy, buồn mà mình dẹp qua một bên. Đừng có buồn. Mình đúng sống đúng vui đó. Vẻ cho khỏe mạnh để ăn chứ mình đây mình đột quỵ là mệt lắm á. Gửi qua hay quá vậy chứ. Trời hay quá mới có chút xíu mà. Người ta gọi điện thoại, người ta chuyển tiền bằng cho bằng máy mà. Mến con. Nói chung là con đi thì con giúp, rồi con nói cô biết là giúp thì con để tên, địa chỉ, số điện thoại và để cho họ kiểm tra. Dạ. Ví dụ như con về rồi đó, họ có thể điện thoại du danh ở bảo có đúng ông này ông tới ông gửi hay không. Nãy con nói thì nói cô... nếu khó khăn gì cứ dạ. Nói thôi ngại, nói không có ngại. Dạ, dạ. Cứ việc gọi, dạ. đâu phải nuôi chị suốt đời đâu mà ngại. Dạ. Chỉ giúp lúc cô có khó khăn. Giúp cái ngặt thôi chứ không giúp cái nghèo. Đúng rồi. Chị cứ việc gọi, dạ, dạ, chị dạ. cứ nói chú Dương gọi. Mình cứ lạc quan, mình sống, đừng có vui vẻ, đừng có để mà nghĩ quẩn. Chị nói với chú Dương. Chú Dương gọi là cứ giúp cho dạ, chị dạ. chứ chị đừng có lạc quan quá, đừng có bi quan đó, quá bi quan quá quá này kia để mình suy sụp xuống là nó khổ đó, luôn khổ ải lắm. Chị đừng có ngại gì hết dạ. cứ việc gọi em là em giúp dạ, đó dạ. Nói trời chắc chị ngại lắm đó. Cứ việc gọi chú Dương gọi là qua dạ, là dạ. em giúp hết dạ rồi. Thôi thì đấy cô nghe được rồi đúng không? Dạ. Thì đấy cứ phải tinh thần như chú Danh này. À, đó, cứ, thôi kể, bỏ hết. Mình bỏ hết đi rồi cứ có... sống. Còn thí dụ cái buồn thì cứ dồn vô bụng mình để đó. Rồi mình sống thoải mái cho vui vẻ chứ để bệnh mình mà chú Dương nhiều nhớ chú Dương. Để bệnh mà đột quỵ hay gì một cái là chết rồi, không có giỡn đâu á. Chú Dương cũng cổ vũ người này người kia cho chị em. Hồi nãy có nói là mai mốt kiếm một cái việc gì cho cô làm. Mướn ở nhà làm gấp một cái làm gì đó gì vừa có thu nhập mà nó đỡ buồn cứ nằm một chỗ đâu chứ. Đúng rồi. Thì đúng nếu rồi. Cô chịu làm thì bọn con sẽ đúng đi tìm dùm xong rồi sẽ kêu ấy chip giấy chip gì đó giấy thì có thể chú phụ ví dụ đi giao hoặc đếm nhận hay thế nào đấy thì dạ, dạ. Đấy thì chú phụ hai người hai chị em cùng bọc nhau thì vì bọn con đâu có phải lúc nào bên cạnh đâu đúng rồi đấy, bọn con... nhưng mà mình phải lạc quan lên sống vui vẻ lên đừng có để bị lị cái là phiền lắm. Dạ dạ dạ. Cô vui chưa? Dạ. Còn, ơn, còn cái buồn mình cứ dồn vô bụng đi, để trong đó đi. Dương cổ vũ dùm thành ra có người này người kia giúp. Dạ. Rồi chứ nãy em đó cũng nói là em giúp cho chị lần này không phải một lần nhưng mà cũng còn giúp nữa. Nhưng mà chị cứ khi nào khó khăn chị cứ gọi chú Dương. Yeah. Rồi chú Dương gọi cho em rồi em giúp mà nó trời chị ngại lắm chị không dám nói đó. Yeah. Nói cứ việc gọi nói, thì anh nói vậy cũng như cái ý của anh là cũng như cũng như kỳ chị mà ta bị té mà gãy xương đó không có ai giúp gì đó theo đúng mình đi mượn nợ thì không, gọi thực ra lúc đó con chưa làm chưa biết nếu mà con đúng biết rồi. Thì đúng con sẽ hỗ trợ được thì đó thí dụ vậy đó cũng như cái anh anh Khanh anh nói là cái ý vậy đó như là theo đúng mình đi mượn nhưng mà đừng có mượn mà gọi ảnh thì anh có thể anh giúp cho mình qua được cái ải như vậy dạ. Đó là cái ý người ta như vậy dạ. Chứ không phải là mình nói hỏi ra mình nay kẹt quá không có tiền ăn đi mượn kêu ổng thì cái gì đó không đúng dạ dạ đó. Thế còn hồi nãy chú Danh chia sẻ xíu là chú nói là có vốn rồi chú làm cái gì đấy chú chia sẻ giúp con được không để cho các mạnh thường quân cũng biết là chú kêu là lấy cái vỏ cái ruột gì về không để... có như là mình có tiền mình mua mấy cái đồ phụ tùng vậy đó đồ như ruột đồ theo đúng là như, cũng như giờ xe con lại thay bộ câm mới dạ. Là chú có thay sẵn rồi chú lấy ra thay chú không có chạy đi mua vậy đó còn bình thường trước chưa có tiền là cứ chạy đi mua đi mua trước tiền còn là nhờ người ta mình lấy tiền người ta nhiều khi không có phải lấy người ta rồi mình đi mua nữa dạ. Mình đi mua rồi về còn mình đi mua không được mình phải nhờ mấy người đó ôm đi mua mình phải trả nó 20.000 nữa tính ra mắt còn theo đúng là theo đúng cái tiền đó nó 20.000 đó là mình lấy luôn thí dụ mình sửa vô mình lãnh nó là 70.000 thay hai bánh là 70 thì mình tao đi mua đồ thì mình lời cái tiền đó còn mình đi kêu đưa cho người ta là mình mất 20 tiền lời đó rồi là còn có 50 là tiền mua câm nữa dạ, dạ. Nó mua đồ phụ tùng với đồ còn là nó mình có sẵn mình để trong đây nè để trong nhà chị nè cái dạ. Tới kẹt cái gì cái có cần mình chạy ra thí dụ lấy cái ruột hay cái gì đó mình chạy ra dạ. Mình thay cho người ta dạ. Thì nó không có khỏi mắt đi lâu dạ. Mình lấy rồi bỏ hàng dạ, bỏ đồ nó tiền khách đỡ mất thời gian hơn mình làm được nhiều xe hơn đúng không nhiều xe hơn rồi mình được tiền nhiều được hơn tiền nhiều hơn đó thì đấy hy vọng đó. Là với cái số vốn nhỏ nhỏ thôi thì bảo là không giúp chú đổi đời nhưng mà chú bớt cái ngặt đi bớt cái khó khăn hơn khó khăn ban đầu nó sống nó nhẹ hơn thôi dạ dạ đó và
Thôi con cũng xin phép kết câu chuyện ở đây nhá. Cảm ơn chú Khanh, cô chú sức khỏe, rồi cảm ơn bà con hàng xóm đã tạo điều kiện giúp đỡ. Thì chị em có chú cũng cảm ơn chú Khanh với con rồi tất cả các ân nhân rồi luôn. Chú Dương cũng cổ vũ, thành ra có người này người kia. Đó, con cũng hết tình giúp đỡ. Dạ, thì thôi có cái gì, tức là trong tương lai mà có giúp đỡ thêm thì con cũng sẽ liên lạc với cả cô chú, cũng làm phiền cô chú thêm nữa đấy. Cảm ơn con hết. Cảm ơn con hay vậy mà cứ có làm phiền qua, cô không xa còn mừng thêm nữa. Tính là hôm nào dẫn cái ông già mù thổi sáo á, vô đây, nói chuyện cho cô Minh biết. Để cho cô biết là với ông ấy mù hai mắt mà ông còn đi búa xua nơi, ông bán nhang, ông thổi sáo. Đúng rồi. Mua nhang ổng là ổng mới thợ, mới lấy thôi chứ còn đưa tiền không một lần. Đó, thì đấy để bán nhang. Nhưng mà một bó 10 ngàn cái gì đó, mua 10 ngàn. Ở đường nào ông đi, dưới dưa ông đi thì ông đi hoài. Đi ở Campuchia luôn mà chú. Nhưng mà con cái là đưa như là ông bán 10 ngàn bó nhang, lại mua 10 ngàn nhang thì ông lấy, còn cho ông 10 ngàn ông không lấy. Không lấy đâu, ông lấy. Chỉ lấy nhang, bó chạm lấy tay. Mua bó nhang 10 ngàn thì ông lấy bó nhang thôi. Rồi. Thôi chú ra bây giờ cũng dọn hàng đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Rồi chú đi nhá. Rồi thôi, chào cô Minh nhá. Dạ, rồi cô nghỉ nhá, giờ con cũng về, giờ chắc phải đi làm đây. Dạ. Rảnh rảnh thì chú Dương hay quá, mới đây mà. Dạ dạ. Dạ dạ.